một doanh nhân Ấn Độ đối mặt với lệnh trục xuất vì tham gia biểu tình chống chính phủ Thái Lan, tên từ Bangkok. Một thành viên nổi bật của cộng đồng người Ấn Độ ở Thái Lan đang chống lại lệnh buộc ông ta phải rời khỏi Thái Lan vì đã tham gia cuộc biểu tình chống chính phủ. Luật sư của ông Satish Sehgal, một người Ấn Độ đang phải đối mặt với lệnh trục xuất khỏi Thái Lan, hôm nay đã gửi kiến nghị thư lên nhà vua Thái Lan sau khi vào hôm qua, chính phủ phê duyệt lệnh trục xuất ông Sehgal và hủy bỏ giấy phép cư trú của ông ta. Chính phủ nói ông Sehgal đã vi phạm luật nhập cư, nhưng luật sư của ông này nói họ không rõ là hành động nào đã vi phạm luật nhập cư. Ông Sehgal sở hữu một công ty xuất bản. Ông đã đến Thái Lan từ khi mới lên 5 tuổi. Thái Lan đã là nhà của ông kể từ đó, nhưng ông chưa bao giờ xin vào quốc tịch. Ông Sehgal là một người ủng hộ hoàng gia và nói rằng ông đánh giá cao những gì nhà vua đã làm cho người dân Thái Lan và cho dân tộc thiểu số của Thái Lan. Chính điều này đã làm ông tham gia vào các cuộc biểu tình nhằm lật đổ Thủ tướng Sunluk Sinawatra. Ông tuyên bố sẽ chiến đấu chống lại lệnh trục xuất. Ông Sehgal cho biết trong các cuộc biểu tình, ông đã nói ông không biết một số người Thái Lan suy nghĩ gì về chế độ quân chủ. Ông Sehgal cũng biết cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Ông cho biết ông từng là một cố vấn cho các thành viên của chính phủ của ông Thaksin và đã đi hai lần trong phái đoàn của ông Thaksin đến Ấn Độ. Ông đã từ chối cho biết ông nghĩ gì về ông Thaksin. Bộ trưởng giám sát tình trạng khẩn cấp, ông Chalem Zubumrun cho biết ông Sehgal đã dẫn những người biểu tình đến các tòa nhà chính phủ, dẫn đến thiệt hại.